Dạ em xin được mến chào tất cả cô chú và anh chị. Ngày hôm nay em lại có một căn nhà cấp 4 diện tích vô cùng rộng rãi để gửi đến cho cô chú và anh chị mình tham khảo đây. Căn nhà diện tích ngang 6 dài 18, thiết kế một căn nhà cấp 4 được xây dựng kiên cố, tường riêng, móng riêng, có một phòng khách, hai phòng ngủ, một bếp và một nhà vệ sinh. Và vị trí căn nhà của mình rất là đặc biệt ha quý cô chú và anh chị, nằm cách chợ Trung Thành đúng 100 mét thôi ha quý cô chú và anh chị. Nếu cô chú và anh chị mình chưa biết chợ Trung Thành thì em sẽ chia sẻ vị trí. Cô chú và anh chị mình di chuyển theo tuyến đường là quốc lộ 1A, rẽ trái vào Đinh Đức Thiện, chợ Bình Chánh, di chuyển thẳng đến khu công nghiệp Cầu Tràm. Đối diện với khu công nghiệp Cầu Tràm là chợ Trung Thành ha quý cô chú và anh chị. Và căn nhà của mình thì cách chợ Trung Thành chỉ có 100 mét thôi, đi bộ là đã tới chợ rồi ha quý cô chú và anh chị. Khu dân cư hàng xóm của mình thì ở san sát ha. Nhà dân ở hiện hữu từ trước tới giờ rồi, rất là vui vẻ và thân thiện. Quý cô chú và anh chị mình về đây sinh sống không có sợ vắng vẻ hay là buồn đâu ha. Gần nhà mình thì có rất là nhiều dãy nhà trọ nè. Cô chú và anh chị mình về đây cũng có thể để căn nhà của mình lại cho thuê ha, nếu mình chưa có nhu cầu ở liền nè. Và bây giờ thì em sẽ di chuyển ra một xíu ngay đầu đường cho quý cô chú và anh chị mình tham khảo ha. Dạ thì phía bên đó là căn nhà cấp 4 mà em thường muốn giới thiệu đến cho quý cô chú và anh chị. Còn đây là cái đường mà mình di chuyển ra chợ Trung Thành thôi quý cô chú và anh chị. Nè, từ vị trí này là mình nhìn ra đã thấy chợ rồi ha quý cô chú và anh chị. Những dãy nhà trọ ở san sát nè. Cô chú và anh chị mình về đây mình không có nhu cầu ở liền thì mình có thể để lại cho thuê. Về phần khách thuê thì cô chú và anh chị mình cứ yên tâm vì nhà mình nằm đối diện với khu công nghiệp Cầu Tràm nên là cái mật độ cũng như là cái nhu cầu thuê nhà ở thì rất là nhiều ha. Vậy thì em Thương đã di chuyển ra tới mặt tiền của chợ Trung Thành hỏi cô chú và anh chị. Phía bên đó cô chú và anh chị mình thấy nè, mua bán thì sầm uất ha, xe qua lại thì rất là đông đúc nè. Các tiện ích xung quanh đây thì cách bán kính khoảng tầm vài trăm mét là đã có rồi, di chuyển vài bước chân là đã có đầy đủ rồi ha quý cô chú và anh chị. Có chợ nè, trường học các cấp, bệnh viện, Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động, hàng quán, nói chung là đầy đủ tiện ích sinh hoạt ở khu vực trên thành phố như thế nào thì khi về đây cô chú và anh chị mình sinh hoạt y như vậy ha. Và căn nhà ngày hôm nay là một căn nhà có pháp lý sổ hồng riêng, đất thổ cư 100%. Nhà của mình là một căn nhà được xây dựng rất là kiên cố, gia chủ đảm bảo là cô chú và anh chị mình về thì có thể làm thêm một cái gác lửng nè, hoặc là một lầu nữa ha. Và căn nhà ngày hôm nay gia chủ muốn bán lại cho cô chú và anh chị với mức giá là 1 tỷ 400 triệu. Đây là giá thật không phát sinh, còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Cô chú và anh chị mình quan tâm thì sắp xếp thời gian xuống xem nhà thực tế ha, để mình gặp chính chủ mình thương lượng lại một cái mức giá tốt hơn. Căn nhà của mình thì em xin được chia sẻ rõ ràng. Đường của mình là đường ba gác thôi ha quý cô chú và anh chị. Cô chú và anh chị mình hãy cân nhắc, nếu đúng nhu cầu thì mình sắp xếp thời gian xuống xem nhà đỡ phải mất thời gian nha. Dạ thì căn nhà này lúc trước là gia chủ xây dựng nhằm mục đích là ở nên làm rất là tỉ mỉ kiên cố nè. Cô chú và anh chị mình yên tâm ha. Dạ cái khu vực nhà mình á thì ở dưới có công thoát nước nè, trên là có điện đường hấp sáng từ ngoài đường lớn vào đến tận căn nhà của mình luôn. Nhà mình thì được xây dựng cao hơn mặt đường rất là nhiều ha quý cô chú và anh chị, đảm bảo là có trời mưa lớn thì nước cũng không có tràn vào nhà mình đâu ha quý cô chú và anh chị. Và đây là khoảng không gian phòng khách của căn nhà ngang 6 dài 18, một khoảng không gian phòng khách rất là rộng rãi, lý tưởng để cho cô chú và anh chị mình thiết kế được rất là nhiều nội thất cần sử dụng cho gia đình ha. Những bộ ghế sofa, salon, những kệ tủ tivi kèm theo những nội thất gia đình mình cần để sử dụng ha. Trần bên trên của mình thì toàn bộ đã được đóng la phong. Em Thương thấy thì hầu như là đóng la phong từ trên xuống dưới luôn ha quý cô chú và anh chị. Làm trần rất là cao nè, không có bị ngợp, bị bí. Và gạch tường hai bên thì ốp cao lên tới 1,5 m, cũng từ trên xuống dưới luôn, rất là sạch sẽ. Về đây mà cô chú và anh chị mình dọn vệ sinh lau chùi cũng đỡ cực ha. Nền gạch thì được chọn kích thước 60x60, bóng kiến phần mây ha quý cô chú và anh chị. Và đây là căn phòng đầu tiên, một cái văn phòng diện tích vừa vặn, rộng rãi để mình có thể để một cái nệm, một cái giường, một cái kệ tủ quần áo ha. Cửa là cửa nhôm nè, có ốp kính nè, cũng như là các bóng đèn, ổ điện, đường dây chờ máy lạnh cũng được chờ sẵn khá là đầy đủ. Và căn nhà của mình có một điều rất là đặc biệt không quý cô chú và anh chị, là diện tích ngang 6 thôi nhưng mà xây dựng là 5 mét ha, còn có 1 mét phía hành lang bên ngoài nữa. Thì tận dụng mình trổ được rất là nhiều cửa sổ làm cho căn nhà của mình thêm phần thông thoáng và mát mẻ hơn. Về đây mà nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng thì rất là mát mẻ ha, không có sợ bị ngò, bị ngọt, bị bí đâu thôi quý cô chú và anh chị. Nhà có ông bà lớn tuổi thì yên tâm về đây mình nghỉ ngơi nè. Di chuyển tiện ích thì chỉ có vài bước chân là đã tới rồi ha, hoặc là đầu đường nhà mình cũng có tiếng xe buýt luôn, 622 di chuyển về bến xe miền Tây, bến xe Chợ Lớn, chợ Bình Điền nè. Về đây mà nếu cô chú ông bà mình không có thuận tiện di chuyển bằng xe máy thì mình có thể di chuyển bằng xe buýt ha, ra đầu đường là đã có tiếng xe buýt rồi ha. Vừa rồi là căn phòng số 2 và đây là nhà vệ sinh để cho mình sử dụng chung thôi của chú và anh chị. Nhà vệ sinh của mình thì trang thiết bị nội thất cơ bản thì hầu như đã có hết rồi, đã được trang bị sẵn cho mình bằng loại sứ trắng thôi của chú và anh chị. Nhà bếp của mình thì với một cái diện tích nhỏ nhỏ thôi của chú và anh chị, chưa có kệ tủ bếp trên dưới, cô chú và anh chị mình về có nhu cầu thì mình lắp thêm ha.
các đường ống, cấp thoát nước, ổ điện cũng được chờ sẵn cho mình lắp máy giặt nè. Chỗ cửa sổ rất là nhiều, từ trên xuống dưới luôn. Phía sau nhà mình cũng là một khu dân cư ở hiện hữu thôi cô chú và anh chị, không có sợ vắng, sợ buồn đâu ha. Và cái lối đi hành lang của mình thì được chừa rất là rộng rãi nè. Cô chú và anh chị mình đi làm về á thì mình có thể chạy xe đậu vào khu vực này ha, nên khỏi di chuyển vào bên trong nè. Ở ngoài thì có lớp cửa cổng cho mình nè, xung quanh thì được rào lưới B40 nè, cũng như là xây tường lên một chút xíu rồi ha quý cô chú và anh chị. Nè, dân cư ở hiện hữu rất là đông đúc luôn, về đây không có sợ vắng đâu ha. Bên trên thì toàn bộ đã được làm mái che cho mình hết rồi nè. Những chi phí này thì cô chú và anh chị mình về đỡ hơn ha, vì đã có sẵn hết rồi. Và căn nhà này thì gia chủ hiện tại là không có nhu cầu ở và cần bán lại cho cô chú và anh chị với mức giá là 1 tỷ 400 triệu. Đây là giá thật không phát sinh, còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Cô chú và anh chị mình quan tâm thì nhấc máy lên và gọi ngay cho em theo số điện thoại là 0935 383 449 để mình xuống xem nhà thực tế ha, gặp chính chủ thương lượng lại một cái mức giá tốt hơn. Dạ thì vị trí chính xác căn nhà của mình được gọi là xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, nằm trên trục đường Đinh Đức Thiện nối dài. Từ vị trí này kết nối về chợ Bình Chánh là khoảng tầm 5-7 phút đi xe máy, và kết nối về các quận trung tâm thành phố thì đâu đó khoảng là 20-30 phút tùy theo khu vực thôi cô chú và anh chị. Dạ những chi tiết thì em đã chia sẻ rồi, cô chú và anh chị mình có gì thắc mắc thì hãy gọi cho em ha. Cuối cùng thì em xin chúc cho tất cả cô chú và anh chị sẽ sớm tìm được căn nhà ưng ý và phù hợp. Hẹn gặp lại tất cả quý cô chú và anh chị trên video tiếp theo.